to việc lớn mới cần anh. Nếu như em chân dài chẳng cần thích anh rồi, chẳng có việc chi để anh tranh giành em. Là em chuyên đáng thương anh nhất trên đời, còn mong chi nữa ơi anh ơi. Chúng nhân theo anh suốt chặng đường, lâu bao nhiêu gian nan khổ. Vì yêu, vì khổ mới em thôi. Là em chính đáng thương anh nhất trên đời. Đôi chân nhỏ bé người yên theo anh khắp nơi. Dù xa xa đông bên chân trời, dù mây có vẫn đã xa rời. Chỉ mình anh, có anh mới anh thôi. Người yêu ơi, súng à. Xin chân nhân em sơn mộng manh, nên việc to việc lớn mới cần anh. Dạ bắp rang, dạ. Nếu như em chân dài chẳng cần thích anh rồi, chẳng có vị trí để anh tranh giành em. Là em chân ngang thương anh nhất trên đời, đôi chân nhỏ bé người sao. Hello mọi người vào phòng nha. Sáng nắng không rời, vì yêu, vì thương mỗi anh thôi. Là em chưa ngắn thương anh nhất trên đời. Đôi chân nhỏ bé nguyện theo anh khắp nơi. Dù xa xa là bên chân trời, dù mây có vẫn đâu xa rời. Chỉ mình anh có anh mỗi anh thôi. Người yêu ơi em trả lỗi, anh lỡn chứ. Cảm ơn Dương Thành nha. Không biết trẻ giúp bố về bài đó không có biết. Chào Tân ạ. À. ok. Cảm ơn Huy Tinh nha. Quỳnh đây, Quỳnh nghe đây. Sao cơ? Con vô chuỗi hả? Ừ, chào con nha. Năm 10 phút còn lại vô chơi với cô. Sao tóc rối vậy hả? Tại đợt tóc em nó dài á, xong rồi em đi bấm, em cắt ngắn lên tới đây luôn nè. Tóc em hồi đó là dài chấm mông luôn. Không, thực sự là tại vì em tức quá. Hồi lúc mà để tóc nó dài á, xong rồi mọi người kêu là để tóc dài có mệt không này nọ. Xong rồi em ngồi á, mọi người phải tưởng tượng là em ngồi mà cái mông em nó đè lên tóc, xong rồi tóc nó rụng. Rồi em chịu không nổi, em đi cắt tới đây luôn. Rồi bắt đầu em bấm tóc. Em bấm tóc cho nên là bây giờ nó ra dài, nó bị rối cái phần bấm á. Ừ, thật là buồn. Chào chào thì vậy đó, nói chung là tóc em nó hồi đó dài bị đè lên. Ok rồi, bây giờ bài gì nhờ mọi người thích con gái giọng Bắc hay là giọng Nam vậy luôn á hả? Vậy á. Vậy luôn á. Nghe nhây vậy sợ. Vậy luôn. Rồi kinh nhỉ. Chịu nổi. Em mắc cười quá. Giống chị hai quá. Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say.
dài, tình cờ làm cho em rút dậy. Ôi mình đã có đôi mươi rồi, tóc lớn sang đồ bù rơi nhưng em vẫn xinh. Một mình soi gương em ngắm nhìn, cảm thấy mình thật dễ thương. Màu trong đôi mắt em là một màu nắng nhẹ nhàng, vì tan nghèo lăng tăng chảy đua trên đôi má hồng. Tuổi duyên em chạy vội gọn gàng đầu tóc bước đi nhanh nhanh, đến nơi hẹn cùng một vài đứa bạn thân. Gió miên man chợt đùa làm cho em cơn tóc bay giữa trời, khiến em ôi ngại ngùng vội ống làn tóc rối. Khẽ nhanh nhanh thở dài em vội chạy đi đến nơi đã hẹn, trời cơn mưa là sao muôn độ ngoài kia. Không có đâu, trời em mà hát hay hơn Khởi My. Em hát hay lắm. Từ em định nói gì em quên ta. À, đại khái là tình hình là mình này đang định tạo một cái fanpage. Nói chung là về talk nè, với lại Châu Quỳnh. Nói chung là về talk. Đại khái là ở đó sẽ báo thông báo lịch show. Với cả Quỳnh còn tìm những quản trị viên đầu tư về mặt hình ảnh. Có nghĩa là lên show sẽ chụp hình Quỳnh nè, xong rồi up lên bay. Rồi nói chung là đại khái là cái gì liên quan về talk thì nó sẽ trên tay đó hết. Chụp lại. Rồi cái gì cần Quỳnh còn thông báo thì Quỳnh sẽ thông báo với những quản lý đó đầu tiên, là đại khái là như vậy đó. Dạ thì vậy đó, nói chung là tình hình là như vậy. Nhưng mà em cần phải xem lại như thế nào, tại vì em mới show lại á, cho nên là em cũng không có chắc. Chào Duy nha. Chụp Good morning. Good morning. Giờ này. Good morning. Quỳnh sẽ hát bài này. It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about this when I see you again. We come a long way from where we began. Oh, I tell you all about it when I see you. So hai room bình thường mà vẫn thế thôi. Giờ 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 hôm nay không biết rap, nói chứ bây giờ hát bài gì mọi người thích nè. Rap ha, nhỏ lớp trưởng ha, nhỏ lớp trưởng đi. Mình không có show đêm được, tại vì nhiều đó. Từ từ đợi xíu, tuần này có một show 9 giờ hay 10 giờ gì đó, tuần này có một show 9 giờ, thứ 6 9 giờ phòng 99, thứ 6 9 giờ phòng 99 nè. Nè, thứ năm là 8, là ngày mai tôi sẽ show 6 giờ 99. Rồi thứ 6 là hồi xưa 9 giờ 99. Bây giờ rap nhỏ lớp chủ nha. Bye bye Pi nha, khác lên chơi với Quỳnh. Năm học mới lại tới cho nghe lòng phơi phới, trường mới, bạn mới và tất cả điều mới. Những chiếc áo dài thước tha lướt qua, ôi thật là xinh quá, vui quá. Giờ một lớp mà nam cỡ ít hơn
không làm nữa. Mà mấy bạn còn hung dữ như được cái rồi rất xinh và cũng rất nhiệt tình. Nên chúng mình mới khổ vì đi đầu cưỡi cổ bị xây dặn tùm lum. Nhất là nhỏ lớp trưởng cứ bắt mình làm gương, cứ kiểm tra bài tập, cứ không làm đi mét cô. Những lúc ăn xe rồi còn những thiệt cười hô hô. Chỉ biết trách cái số cho gặp nhỏ chưa bồ. Đến một ngày chịu không nổi, ăn bít xôi cũng không vô, cầm lấy sổ chạy lên tường. Nhỏ lớp trưởng chỉ nên căm rồi âm thầm quay bước đi. Nghe thiên hạ lại đồn rằng nước mắt nhỏ đã ngang ngào tuôn rơi. Kể từ ngày hôm đó nhà cũng không la lót, cô cũng không thèm ngó, để mình qua một xó chẳng có ai chăm lo. Hoặc kìm thấy tự do nhưng lại thiếu cái gì khiến cho mình lại khó chịu. Nắng lên lên trên cao cái chim ơi, khẽ tiếng nói em yêu anh rồi. Vì anh ngốc anh đâu biết được, vì em cứ ngu ngơ thế thôi. Cứ lúc trong trêu em vậy thôi đó. Và em ước mong sớm cao ngày được nghe tiếng anh yêu nói rằng I love you. Thôi thì là con trai, để có lỗi thì xin lỗi, bà đừng giận mình nữa nha. Mình biết lỗi rồi mà, mình xin hứa về sau sẽ không hay nổi tóc. Ngoan ngoãn mà lắng nghe những gì bạn sai bảo. Thông minh thường suy, tự nhiên ngu đột xuất. Nó ra một câu hứa tới bây giờ còn thấy hố, trở thành một thằng ngố. Giống như là Pino, còn nhỏ thì là phú hộ. Thả sức mà đô hộ, mua bánh tráng, mua nước ngọt, sách đôi giày, sách cái cặp. Cái gì mình cũng gặp, ôi thật là mất mặt trước cái lũ con trai. Chúng nó cứ đùa dai, còn nhỏ thì cứ sao ai. Thật tội nghiệp đời trai của mình. Vậy bây giờ còn nét xin cái trò mới, có cho mình cái iPhone, xài cái sim couple. Bắt mình làm xe ôm như lúc khi nhỏ chết. Không thì là ông tám ngồi thâu đêm suốt sáng. Nhưng mà một thời gian tiếp xúc, một thời gian bị hành hạ, và mình đã nhận ra tại sao cái FK nhỏ thật là tốt bụng và thật là đáng yêu, giống như một thiên thần. Nắng lên lên trên cao được chim hót, khẽ tiếng nói em yêu anh rồi. Vì anh ngóng anh đâu biết được. Mọi người ơi, mọi người lên cái này đi, spam đi. Và em ước mong sẽ có ngày vượt nghe tiếng anh yêu nói rằng I love you. Bắt đầu viết phút sale, bắt đầu viết style, bắt đầu thích novel và bắt đầu thích đô hô. Bắt đầu nghĩ vu vơ, bắt đầu viết mộng mơ, bắt đầu thích làm thơ rồi bắt đầu làm rapper. Kể từ ngày hôm đó và con mắt cứ hay dậm ngó về những nơi có nhỏ, và từng bước chăm lo để mấy bạn thân của nhỏ, để mọi điều chưa rõ về nhỏ thì sẽ được sáng tỏ. Và khi mình đêm buông xuống có một uống đèn yêu hắt, một bóng người đang cầm củi học bài. Vì tương lai ngày mai, vì vì một người con gái, không một ai chê bai vì mình trai tài gái sắc. Ê, nhà lớp trưởng có chuyện gì không nhá? Có thứ bảy tuần này và có bận cái gì không? Cũng không biết nữa, có gì không nè? Thì tôi có hai tấm vé được người ta cho free. Nếu bà rảnh đi cùng đi sao hả? Tự nhiên tốt quá ha. Cái đồ gì không dạ? Cũng không có gì hết mà, quyết định vậy nha. Đúng 7 giờ tối ở Galaxy, không gặp không về. Để giờ mang giày All Star cùng thêm cái áo Lacoste, cái quần yêu vì trong mình cũng thật bảnh trai. Đi ngang tiệm hoa mua cho nàng một bó xinh xinh nhỏ nhỏ thơm ngát hoa hồng. Vì hôm nay là người quan trọng, mấy lâu nay mình chờ mong là tỏ tình đầu lòng, còn mong sẽ thành công. Một phút, hai phút, còn gần cả 100 phút, biết đây gì mơ mộng cho nhỏ sẽ rung động. Một giọt, hai giọt, rồi cơn mưa ào tới, có cho niềm phấn khởi nhưng hy vọng đầy vơi. Rồi một tiếng, rồi hai tiếng, nhìn chồng người ra và tay trong tay cười nói, chỉ riêng mình thấy nhói. Rồi nghe tiếng bàn tán, có một vụ tai nạn, là một cô gái trẻ trên người đầy máu me. Chạy khắp nơi tìm kiếm, còn mong đừng là nhỏ nha, còn mong nhỏ đừng tới, mình chờ đợi cũng không sao. Nhưng mà đến hiện trường nhìn thấy người đang bị thương, đúng là nhỏ lớp trưởng cách như mà tôi đang thương. Ôm chặt nhỏ vào lòng thật xót xa rây rứt. Đừng có gì nha, ấy với mình chưa cho ấy biết, mình thích ấy biết mấy, mình muốn được bên ấy quan tâm chăm sóc và bảo vệ cho ấy suốt đời. Ngốc ơi là ngốc, tôi đâu có bị gì đâu mà ông ngồi đã than khóc. Bị trượt chân nên không đi được, tại trời như mưa như nước rút nên tôi không tới sớm được. Còn không biết mà đỡ tôi dậy làm gì mà ngồi đây mà sao nó quá dậy chờ chờ hoài không thấy. Thích tấm mưa ở đây làm sao, rồi ngày mai ông bệnh ai làm ô xin cho tôi, còn ai để tôi bắt mẹ, còn ai cùng tôi đi chơi. Thiệt là ngốc hết trời, trời ơi trời, vậy là không có sao hả? Trời ơi trời, vậy là không có gì hả? Trời ơi trời, vậy là tôi bị hố tập 2 nữa hả trời? Chết tôi rồi, mệt quá. Để cứ là những gì ban nãy ông đang nói, có biết gì không? Những ngày mà tôi chờ mong mà ông để tôi ngóng trong, đúng là đồ ngốc chứ gì. Trời ơi mệt quá, hết hơi rồi, hết hơi. Trời ơi, trời ơi, nghe mệt luôn á, em thở không nổi luôn á.
em thở không nổi luôn á. Mệt quá. Mọi người kéo em vào đây chơi với em đi, còn có 10 phút à. Mọi người kéo em vào chơi với em nha. Rồi em sẽ rap tiếp. Bài gì đó? Rap bài gì đó? Tự nhiên không thả gió nha. Thả gió. Bây giờ hồi nãy là mình quá trời quá đất rồi, bây giờ mình buồn một chút nha. Em show thả thính của Quỳnh chào Phương nha, chào Kim, chào Sang, chào mọi người. Mọi người lên hoa miễn phí với Quỳnh nha, hoa miễn phí lên không có tốn tiền. Cảm ơn Huy Đinh. Dạ hoa miễn phí lên không có tốn tiền nha. Giờ vẫn là tôi cũng ngồi nơi đây trằn trọc mày không ngủ, tự trách bản thân cố gắng bao nhiêu tất cả vẫn không đủ, không thể níu lấy đôi bàn tay đó, sự thật không chối bỏ, cứ ung dung rồi tự tại sự tử là em là cơn gió. Gió không bao giờ dừng chân vì bất kỳ một ai cả, và gió có thể gỡ tan bao nhiêu ký ức vụn vỡ cho thật xa. Gió hay cười, gió hay vui cùng những nỗi buồn ở trong lòng, gió phải chấp nhận vị trí cô đơn quanh quẩn đâu đó trong cuộc sống. Hãy để tôi tan vào cơn gió, đi theo tiếng gọi của tim mình nếu lần này tôi lại vấp ngã. Ở lâu cho tôi được lòng tin, tôi nhớ nụ cười khuôn mặt đó, dù chỉ gặp trong một lần, kể cả trong mơ đưa tay với tôi cũng chẳng mong dám lại gần. Quá khứ chỉ để gọi tắt ngắn gọn là mới hôm qua, trái tim vẫn còn lỡ nhịp phá bỏ rồi cản khoảng cách khi yêu xa. Nhưng mà giờ đây chỉ còn mình tôi lang thang vẫn đi nhạc, nhạc từng lời hứa, từng mảnh vỡ đang tan rã ngay trước mắt. Buồn vì ai chứ buồn vì anh, bao nhiêu đêm em đêm xuệ giọt nước mắt mặn chát trên môi, chấp nhận buông tay đâu phải dễ, cứ mỗi đêm là tràn khói thuốc nơi lấp lánh ở biển xanh. Hay thật to rồi khóc cho đã cảm nhận được trái sau gió lạnh, đã tự do cho anh rồi muốn hỏi là anh có vui không, không còn ai làm phiền mỗi ngày tự hỏi là anh có buồn không. Dòng tin nhắn vẫn còn ở đó, tên danh bạ vẫn như cũ, là người yêu kèm theo trái tim tại sao không đổi hả con ngô. Dòng sai thoát có dành cho ai, chắc không phải là mày đâu, nếu mà hạnh phúc anh chọn là đúng quá thì em chấp nhận đâu. Yêu làm chi, một cơn gió từng hỏi ngang qua đời mình, chắc anh không muốn nghe em hát nữa đâu phải không hả. Chào anh Phong. Hello mọi người nha. Chào mọi người. Ok, à có cái bài gì ấy nhỏ, bài gì ấy, em là của anh hả, bài gì của Ron á. Bài gì của Ron á, bài rap luôn á. Anh là của em. Ủa không phải. Ngày em nhớ anh, đúng rồi. À, dễ thương hồi nãy em hát rồi. Ok, em hát bài ngày em nhớ anh nha. Ngày anh nhớ em chứ. Mấy ráng mình mới bên này, cho nên là một lát có cắn lưỡi thì mọi người cũng bỏ qua cho em, tại vì thật sự là em không có ráp được. Vô trường này biết bao nhiêu thứ để tìm vui, em gặp anh là điều duy nhất làm em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ và cả thế giới đã yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm em bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian, vì chỉ thời gian cho ta biết được đâu mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, em muốn về với anh. Từ Sài Gòn nơi quá chật chội đã làm cuộc sống em lắm le. Những lời nói vô bài tình cảm anh đừng có nghĩ là em cắt cớ. Em có thể đánh vần trái tim bằng từ nhớ nhớ sắc nhớ. Em ghét ông trời cho anh và em gặp gỡ, sau đó bắt hai ta xa nhau. Em như loài cá lên bờ tập thở, thế gian này thật to nhưng em chỉ yêu một phần nhỏ, phần còn lại sẽ chăm sóc anh và lo cho anh như thế đó. Thế gian này
này thật to. Tim em chỉ mong anh hiểu rõ, là mang và yêu anh mong một ngày anh sẽ hiểu nó. Không cái cắn lưỡi. Sai xin ngược lại chung thương, đến bên anh em nằm em mơ. Lời em nói thì thầm nên nhẹ nhàng ném cho ý yêu thương. Hạnh phúc khó khăn lắm mình mới có được, vì thế em nên đâu có dám đem ra cá cược. Cuộc sống em giờ có anh như vậy là đủ. Em không muốn yêu ai hay quay lại với người cũ. Đơn giản vì em xác định được mình thương ai. Em muốn mình cố gắng nhiều hơn cho tương lai. Mặc kệ con đường này đi nhiều chướng ngại, em sẽ cố dẫn anh theo nếu là anh có phun lại. Hôm nay trời mưa to hơn mọi ngày, vì thế làm em nhớ đến anh ở trong mọi giây. Trong cơn mưa hôm nay sao lại có nắng, giống như em trong lòng cũng đang nhiều trống vắng. Chắc là do tim em đang cần ai đó, có phải anh một bàn tay hay bờ vai đó. Suy nghĩ trong em có chăng anh hiểu rõ, là mang và yêu anh mà một ngày anh sẽ hiểu nó. Ok, cảm ơn Dung Nguyễn nha. Rồi mọi người ơi, mọi người muốn bài gì nữa vui vui nha. Đêm Tàn ha, hay là lý cái vòng nha. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con nhiều. Lý cái vòng nha. Giờ Quẩy lên sống với mấy trèo không có đứa mênh mông, chỉ cần yên còn ngồi chạy tóc anh quyết ở mãi bên sông. Hò là hò trong làm gì đẹp bằng sen, vui mình ai đẹp bằng em xinh đẹp không cần bằng khen. Mới tiếng tuổi mà đã biết hẹn, gọi vừa kết nên tóc em đen, giấy dù ghen và đen trang. Rồi vội về nhà chi sớm em ơi, khoan, bồng trắng và băng xanh. Cho anh nhà quê hỏi em còn đọc hơn hay chăng, để anh biết anh còn chờ ngày cùng đun cơm thổi lửa, ăn chung một mâm cơm. Hò cho em nghe mỗi bữa hai đứa gặp là duyên, nghe anh niệm rồi nghiêng em nở nụ cười duyên. Vậy là em thích anh là si. Anh biết anh không nhiều tiền, mà tiền không phải là quyền. Anh có quyền thương, quyền nhớ, quyền viết cho em bài thơ. Các em gái đừng vội làm ngơ, khi ghê anh chỉ chở lớn. Biết thôi anh thành tỷ phú khi lúa thóc anh trúng mùa. Chỉ cần ta còn bên nhau và cùng chung một cơn mơ, chứ đừng mình bồi mình lỡ để anh hoài mãi mong chờ em ơi. Họ là họ ơi, Quỳnh có chơi liên minh á. À, Facebook của Quỳnh là Lê Ngọc Phương Quỳnh. Chào Bắc Lan. Nhìn cô đẹp, tôi nói thiệt đó cô ơi. Chắc là con tên hóng, con xuống xe thuộc phố mới. Mấy thằng nhỏ con sống hồng rồi là quá bánh năm thì chỗ ở đợi. Chẳng có thằng nào có số để miếng trà gỡ vô chơi. Tôi biết là số tôi xui, da thì đen và chân thì phèn. Nhiều khi muốn cô để ý nhưng ngầm màu hồng thì không dám thẹn. Bệnh còn chỉ còn đông đưa, tình của anh còn bán chiếu. Trang chỉ còn một nửa khi thằng hai lúc tôi đang yêu. Và Lý nàng ơi, cho kiểu vàng anh đưa đó. Em về nhà anh làm vợ rồi hát anh nghe bài ru con. Để anh dạy em trăng trâu, chị em về chí dầu. Trước nhà có cây khí ngọt quê hương mình thương còn bỏ đi đâu. Sao cơ? Anh sống hương Quỳnh á? Hình như có ai. Còn em dâu thì đúng rồi. Ông mai nói tụi mình hợp anh đi ra là chúng mối. Chăm chấm sao? Hả? Xin mừng là em hả? Mình không biết hết. Không biết hai bài đó rồi. Sâu như là của chị Nga.
trong mới sợ ma, ở ngoài không biết sợ ma. Nick mình là gì mình không nhớ nữa, mọi người nhớ không? Không nhớ. Nhớ thật, tại lâu quá không chơi. Hình như xe ra gần đúng rồi đó. Như có khoảng cách hay sao á. Dạ, quả tạ. Bậy bạ, chung bậy quá à. Đúng rồi, hết show rồi. Đợi idol sau lên nè. Không có ôm đâu, bậy bạ không mà, không có ôm đâu mà. Không có ôm nha, không có ôm đâu, đêm tàn ơi. Cho anh Hiệp rửa chén. Đêm tàn nha. Đêm tàn thôi. Ok, hát nha. Ok, hát nha. Cảm ơn mọi người. Let's go.